Đây các bạn, đây một con trâu này có phải tầm 5-6 lạng nhá. Đây sản phẩm sáng nay mình đi coi bà rắn đây. Được con này không? Không biết mà. Con này chắc là sáng nay mới vào, chưa bị xước xác gì hết đây. Triệu ký. Con này là sát thủ gà. Sát thủ gà. Con này nó tông cái đầu. Đây các bạn, đây một con trâu này có phải tầm 5-6 lạng nhá. Đây sản phẩm sáng nay mình đi coi bà rắn đây. Được con này không? Không biết mà. Con này chắc là sáng nay mới vào, chưa bị xước xác gì hết đây. Triệu ký. Con này là sát thủ gà. Sát thủ gà. Con này nó tông cái đầu. Cuộc sống nông dân xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình rảnh cho nên mình lại đi đi xem bầy rắn tiếp mấy các bạn. Ở đây là vườn cà nhá, và ở bên dưới này thì có suối nha các bạn. Đây hiện tại là mình đang ở chỗ vườn cà nhá, bên kia là vườn cà, còn mình đang xem bầy ở dưới này nhá. Đây các bạn. Đây là dưới này nhá. Và mình đã lấy về một cái về ở đây là không trúng nhá. Và tiếp theo mình sẽ tới cái tiếp theo nhá. Và tiếp theo thì ngay ở gần đây thôi các bạn. Giờ mình sẽ cùng mình đi xem nhá. Cuộc sống nông dân xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình rảnh cho nên mình lại đi đi xem bầy rắn tiếp mấy các bạn. Ở đây là vườn cà nhá, và ở bên dưới này thì có suối nhá các bạn. Đây hiện tại là mình đang ở chỗ vườn cà nhá, bên kia là vườn cà, còn mình đang xem bầy ở dưới này nhá. Đây các bạn. Đây là dưới này nhá. Và mình đã lấy về một cái về ở đây là không trúng nhá. Và tiếp theo mình sẽ tới cái tiếp theo nhá. Và tiếp theo thì ngay ở gần đây thôi các bạn. Giờ mình sẽ cùng mình đi xem nhá. Đây nãy mình đã nói rồi, là cái này là mình lấy về trước rồi nhá. Và tiếp theo mình sẽ tới cái ở đây đây. Đây các bạn. Mình neo ở đây đây, và hôm nay được 3 hôm nhá. Ui dồi, đấy nặng nặng cái này. Ôi các bạn ơi, một em chồn. Ngon rồi. Em rồi, một em chồn. Ui ui, con này khá to đấy. Ôi, xem lại. Đây các bạn thấy không? Đấy, thấy chưa? Em chồn nhá. Giờ đây mình sẽ mở ra xem con to từng nào nhá. Đây các bạn, thấy chưa? Đây, một em chồn đây. Giờ được em này là ngon rồi. Rồi nhá, mình sẽ đi thăm tiếp theo nhá. Ở đây là mình neo 6 cái nhá các bạn. Ở đây mình đếm lại nào, 1 2 3 4 5 cái thôi các bạn. Mình neo 5 cái. Đây là mình thăm cái này, cái thứ hai là được một em chồn nhá. Giờ mình sẽ cột lại đây. Và đây mình sẽ đi cái tiếp theo nhá các bạn. Cái thứ ba nhá. Cái thứ ba thì mình neo ở gần đây thôi. Mình đang đi lên. Đây ở xung quanh đây. Đây các bạn thấy không? Ở ngay đâu đây. Cái này không biết là có vào hay không đây. Mình sẽ mở ra xem nào. Ôi, rồng sẽ bay xuống dưới đây cái này. Đây các bạn, cái lồng thứ ba này không vào rồi nhá. Mình sẽ để neo lại cho cú tiếp nhá. Rồi mình sẽ đi cái tiếp theo nhá. Là cái thứ tư nhá. Còn cái thứ năm thì ở đầu dưới bên kia thôi. Để các bạn cứ đi theo chân của mình nhá, xem được con nào không nữa, không nha các bạn. Đây là bờ cây cà phê, còn dưới kia là bờ ao nhá. Giờ mình sẽ đi tiếp đây. Đây là mình gần tới rồi nhé các bạn. Giờ mình sẽ chui vào xem tình hình thế nào nhá. Nãy mình được một em chồn này là mình thấy thích lắm rồi. Đây các bạn thấy không? Thấy cái bấy mình để cho kia không? Ôi mình đặt thế này sao lại hở hang thế này. Đây các bạn, mình đặt đây đây. Thế nhẹ quá, thế là không vào rồi. Đúng rồi các bạn, không vào đâu. Giờ mình neo tiếp nhá. Và mình sẽ đi cái cuối cùng ở dưới này nhá. Là ở khu này mình đánh 5 cái.
Còn một cái dưới này xem như thế nào đây. Giờ mình tạm thời tạm dừng một tí đã, nói chuyện với ông anh một tí đã. Đây các bạn, giờ mình đi cái cuối cùng nhá. Là cái thứ 5 nha các bạn. Ô, mình phải bực chân như ngờ là có người xem bẫy của mình rồi nhá. Kệ, mình cứ đi xem thế nào. Giờ mình cố đi qua đã. Xem tình hình thế nào. Được thì càng tốt mà sợ họ lấy trộm bẫy của mình thôi. Đường đi hơi là khó nhá. Không cẩn thận là bay xuống ao luôn đấy các bạn. Đây cả ao đây này, rộng lắm. Mình neo ở ngay đầu kia nhá. Giờ sẽ cùng mình khui cái này xem sao. Đây cả ở đây. Và mình sẽ coi bên này đó. Và cái lồng không này nè. Này các bạn. Này. Ồ con này chuột chết rồi. Ồ không được đâu con ơi. Con này thì chịu thôi. Giờ mình sẽ lấy cái này ra và mình đặt cái này vào. Mình sẽ neo lại nhé. Đây mình sẽ neo lại cái tiếp theo ở đây nhé. Mình sẽ để cẩn thận vào cũng được. Không là sợ người ta nhìn thấy người ta sẽ lấy mất của mình mất. Đây, thấy được rồi. Rồi nha, vậy là video mình kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Và mình tí nữa mình về mình sẽ bắt con chuồn ra nha các bạn. Chào các bạn nha.